Ôi, chán quá đi mất rồi á. Đã hết tiền, đi sạch tiền rồi, mẹ còn chưa cho thêm. Mà ở ngoài cổng trường nhá, có một cái quán mới mở. Rõ là ngon đâu ấy, nhìn đã biết thấy ngon rồi. Bây giờ lấy đâu có tiền để mua bây giờ. Nghĩ cách. Sao bây giờ đây? Nghĩ ra rồi. Bố mẹ bạn ơi, bố mẹ bảo. Sao đấy cậu? Ôi trời ơi, sáng nay tôi đi học bộ tôi quên không ví cậu ạ. Thế à? Ừ, để Phương đói quá, cậu cho tôi 50.000 ăn sáng. Gì? Ăn sáng gì mà tận 50.000? Mà cậu ăn nhiều thế. Bình thường nó chỉ ăn 5.000 xôi thôi, xong uống 5.000 nước. Cậu ăn gì ăn tận 50.000? Ăn 5.000 ăn được cái gì? Thôi tóm lại là cậu cho tôi vay 50.000 đi còn gì nữa. Đấy là cậu ăn 5.000, tớ phải ăn 50.000 đủ. Nhưng mà tớ làm gì có nhiều tiền đâu. Tớ biết mà cậu có mà. Cho tớ vay đi, có 50.000 ngày mai tớ sẽ trả. Mai tớ sẽ trả. Thế, hứa tớ đảm bảo. Tớ đảm bảo. Nhưng mà hôm nay là phải đóng kỹ lớp. Tớ chỉ có đúng 50.000 mẹ tớ cho để tớ đóng kỹ lớp thôi. Sáng nay tớ đã ăn sáng mất rồi. Thì ngày mai cậu đóng, có cái gì đâu. Ngày mai mới là hạn cuối làm gì. Thật đâu, mai cậu nhớ phải trả cho tớ đấy. Mai tớ sẽ trả thế. Đây, đợi tớ một tí. Thì lấy hộp bò làm gì? Chỗ giấu tiền bí mật của tớ đấy. Này. Dồi ôi, có 50.000 mà giấu trong hộp màu nữa. Nhỡ mất thì sao? Mất thì mẹ tớ đánh tớ chết. Đây, 50.000 của cậu đây. Cảm ơn nhá, mai tớ sẽ trả. Mà cái gì đây? Đây là kẹo son môi mà cậu không biết à? Ôi dồi ôi, đẹp thế. Mà cậu con trai ai dùng son môi? Để tớ dùng hộ cho. Thôi không được, đây là kẹo mà, không phải son môi thật đâu. Bao son môi đấy cậu không biết đâu, tớ đi đi nhá. Nó đáng thật đấy. Cứ cậy mình là con gái, mình lấy đồ người khác. Thơm quá đi à. Bóc nào. Ôi chẳng mấy khi ai. Ôi mai tay quái. Rất cá mình à. Xin lỗi giờ anh kẹo rồi. Không có cái gì. Rất là cả mình như này. Hôm nay đã đến hạn nộp quỹ lớp rồi đấy. Cậu đưa tiền cho tớ đi, tớ còn nộp quỹ lớp. Tiền nào? Tại tiền nào? Hôm qua tớ còn cho cậu vay 50.000 mà. Hôm qua ăn gì tớ còn chẳng nhớ cơ. Đưa tiền cho tớ ấy, còn trả quỹ lớp. Cậu đừng có mà vớ vẩn nhé. Tớ sáng sớm mày đã còn đã gặp tớ đòi tiền. Tớ chẳng hiểu gì đang xảy ra cả. Mà hôm qua chuyện của ngày hôm qua, hôm nay chuyện ngày hôm nay chẳng liên quan gì nhau hết. Bằng chứng đâu? Mà cậu đòi tiền tớ, bằng chứng chứng cứ đâu? Từ đây. Thì cậu cùng lớp cậu đến vay tớ ăn sáng, tớ cho cậu vay thôi. Cậu trả cho tớ đi. Gì đây, giữ cái gì mà giữ, cút đi. Chẳng biết là ai nữa. Cậu là ai, ai biết cậu là ai. Ôi dồi. Cậu trả cho tớ đi. Gì đây, giữ cái gì mà giữ, cút đi. Cậu là ai, ai biết cậu là ai. Ôi dồi. Đồ mai tay quái đáng ghét. Quá đáng. Vay tiền của mình đâu lại không trả nữa chứ. Được rồi, cậu hãy đợi đấy. Cậu sẽ phải hối hận. Ôi chết rồi. Mình làm rơi ra chai sữa rửa mặt mấy trăm nghìn của mình rồi. Phải gất đi thôi. Này cái gì đây, bố mẹ bảo. Gì đây? Cậu bảo cái gì cơ? Chính là cái chai sữa rửa mặt tớ mới được ông anh tặng ở bên nước ngoài. Ở bên nước ngoài tặng ấy. Chai mấy trăm nghìn thì đấy, thôi cậu đưa cho tớ đi. Cái này chắc là tốt, tính cho tốt cho con gái nhỉ cậu nhỉ? Chả trai cả gái đều dùng được. Thế cậu cho tớ mượn dùng thử một hôm thôi. Cậu tớ dùng thử một hôm, mượn dùng thử một hôm thôi nhá. Chai này đắt lắm. Mà dùng, cậu nhớ chỉ dùng một lần thôi nhá. Không phải trả tớ không thì tốn của tớ. Tớ bây giờ thất hứa với cậu đâu. Mượn 50.000 sao mà bảo không thất hứa. Dùng một lần là mất luôn đấy. Thôi được rồi, tôi cho cậu dùng, cho cậu mượn đấy. Rồi. Nhớ mang trả cho tớ đấy. Mày tài quái đã mắc bẫy của mình. Đây đúng là sữa rửa mặt đắt tiền rồi. Thơm thế không biết được. Mồ ôi mềm mịn quá à. Như là em bé.
Sao thứ sau sao rửa mặt này cứ nó cứ lạ lạ nhỉ? Ủa, sao mặt mình cứ lên sủi như kiểu đang xê sủi vậy? Rửa mặt xong ngẩng lên cả lên xịt mặt. Vừa ăn cướp vừa la làng mà tớ có bắt cậu dùng đâu, tại cửa cậu lấy của tớ đấy chứ. Bây giờ cậu đáng đời lắm. Kế là việc của cậu thôi, ai mà cậu lấy của tớ, cậu dùng thì phải chịu thôi. Cậu mà đã cố tình cho thì trong này thì chắc chắn cậu có lời cách giải đúng không? Giúp tớ đi, cậu hứa là sao sẽ không cướp đồ cậu nữa. Mà tớ xin phép đằng mạn rồi. Tớ tưởng cậu không quen tớ là ai. Tớ cậu, cậu bảo cậu không quen tớ cơ mà. Cậu là bốn bé bỏng ngồi cạnh tớ làm gì? Thế thì cậu mau trả tớ 50.000 đi, rồi nói chuyện tiếp. Đời, nhớ là 50.000 tớ vay cậu để ăn sáng rồi. Nói thế còn nghe được chứ. Tớ nhìn giống tớ giống con khỉ đột ấy. Đây chỉ có một cách thôi, đấy là cậu phải ăn đồ ăn có màu đen trong vòng 24 giờ. Thì cái khuôn mặt của cậu sẽ tự biến lại như cũ. 24 giờ ăn chỉ ăn đồ màu đen thôi á? Ừ, tớ biết là hơi khó thật đấy, nhưng mà thôi cố gắng nhá, nếu không thì cậu cứ để cái mặt đấy mà đi học. Thôi tớ về đây, bye bye. Ôi giời ơi, tớ quay đi mắt tớ xuống căng tin ai cũng nhìn nữa. Cái bánh này ăn thử. Ui, bánh này các bạn ơi, nhìn ngon thật đấy. Đây là đầu tiên mới ăn cái bánh này các bạn ạ. Thôi thì cũng nhờ lần này thì sẽ đi ăn cái bánh này nên cảm ơn bố mẹ bỏng một xí. Ôi, bên trong là sô-cô-la. Bánh rất là mềm luôn, ngọt ngọt chứ. Nó không bị ngọt quá đâu. Ăn này vừa bữa sáng rất thích hợp đấy. Cái bánh này cũng màu đen này, bình thường Oreo nếp thì mấy cứ tưởng là bên trong nó sẽ phải kiểu có kem màu trắng như gì đấy, nhưng mà bên trong này nó cũng màu đen luôn. À, ngon. Nhưng mà càng nghĩ là bố mẹ, càng nghĩ cái thằng bố mẹ bảo đấy lại tức. À, cô giáo đến rồi. Cứ vào học đã, vào học đã. Chơi game phải ăn thật nhiều năng lượng các bạn ơi. Đây là bánh Oreo tiếp này, sẽ ăn bánh Oreo chưa ăn tiếp bánh Oreo này á là kiểu khác. Thấy được nhiều chưa? Nguyên bố cái là một tức lửa. Những cái mặt của nó này không gì con thịt đợt đâu. Nãy mày tìm trong tủ, mày thấy có hộp ômai này. Ôi dồi ôi, mẹ mày vừa mua đấy. Mẹ bóc nào. Ômai là phải ăn ngậm thật lâu, không nên nhai các bạn ạ. Phải ngậm để cho cái vị ấy nó tan trong miệng mình mới được. Nhưng mà thôi, lâu lắm mày sẽ nhai thôi. Nhai vẫn ngon mà. Ăn từ sáng đến trưa rồi vẫn không hết được cái đen đen này trên mặt, nhìn như con khỉ xấu kinh nữa. Ôi đúng là đen như bao công thật mà. À đấy, tối đúng là không biết ăn gì luôn ý, nên là giờ mới sẽ ăn đây. Ui, ngửi mùi hấp dẫn luôn các bạn ơi, này vẫn còn nóng luôn này. Mới sẽ ăn miếng nha, thổi cẩn thận không bỏng chết mất. Mong là ăn xong rồi sẽ hết bị đen mặt. Không thì cứ như này làm sao mà dám đi học được. Bao nhiêu bạn bè thầy cô nhỉ. Mây là Mai tay quái nổi tiếng ở trường, là vừa hot girl, là vừa xinh đẹp nhất trường, xong rồi còn đánh đá nhất trường nha, cái gớm đầu gấu bảo kê trường luôn đấy.
Nếu mà còn như thế này thì ai người ta sợ nữa. Mà có khi nhìn này ai người ta cũng sợ luôn ý. Nó không thích. Mì tương đen. Thế là Mây ăn rất nhiều nhiều mì tương đen ngoài quán rồi. Nhưng mà Mây thấy Mây tự nấu cũng không ngon bằng ngoài quán đâu. Nhưng mà vẫn khá là ngon. Có cái mùi nó hơi giống thuốc bắc. Wow. Nước tăng lực các bạn không nên uống nhiều cùng một lúc đâu. Các bạn chỉ nên uống từng hớp một thôi. Ngày chỉ uống một lon thôi, không uống quá nhiều đấy. Nói chung là mấy cái nước tăng lực này nó nhiều lúc cũng làm nó không tốt cho lắm đâu. Mình nghĩ là vậy. Nhưng mà rất là ngon. Đấy là uống nhiều mới không tốt thôi. Chỉ nếu mà uống ít thì vẫn sẽ được nha. Wow, mì thơm quá. Nó ăn xong bát mì này rồi đi ngủ thì sẽ hết. Hoặc là rửa mặt đi thì sẽ hết. Nóng đấy nhỉ. Video của Mây đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Mây xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video này của Mây. Và hãy cho Mây xin một like nhá. Và nhớ là bấm nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo để nhận thật nhiều thông tin về kênh của Mây Khoai Tây. Bây giờ thì như Mây nói đấy, Mây phải đến xử đẹp bốn bé bỏng luôn.